Chào anh em, chia sẻ anh em một pho dúi rất là lùng lực nha anh em. Cây nhìn rất là lùng lực nha. Chốt cành đã phân bố là từ gốc lên luôn nha anh em. Tay cành rõ ràng nha anh em nha. À, cây ba người khiêng này, quay qua đầu anh cho anh em xem. Cây này nó phân cốt theo kiểu dân đe nha anh em. Chốt cành thì nó từ gốc lên ngọn luôn. Cây có quanh gốc 130. Cây này nặng cỡ tầm 150 kg nha anh em. Cao 1m36 là 40, chiều cao 140 và hoành gốc là 130 nha anh em. Cây cốt dáng đe phong tàn thoáng rất đẹp nha. Để rửa chải nè, rất hay nha anh em. Cây cốt rất là nạc, còn có bộ cốt nạc. Cây nặng khoảng tầm 150 kg đó nha anh em, ở ngoài to lắm anh em ạ. Phòng tay cành rất thoáng cây. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha. Dưới góc thì nó kẹt đá ngày này, này đá nó bị lát con giang ngày này nha anh em. Đó, tí nữa là xe keo xử lý liền xẹo lại, nó ở dưới phần đế. Rồi chào anh em nha.